Anh hai à, có biết tại sao tôi đứng ở đây không? Đúng là như vậy, tôi đang đợi cái thằng này đi vô ăn cái này, tôi hất tung nó ngay. Bật luôn cả chiêu ba, cho nó nhớ mẹ rất nhiều. Đi theo chạm từng cái đánh thường vào người của em nó và thành công lấy đi cái chiến công đầu. Yeah, ha, ha, à, một xíu nữa lặng lính nó lũm tôi luôn rồi. Nói mấy anh hai à, không sao, còn sống. Ơi, lê xin. Nếu anh tưởng gặp anh mà tôi sợ thì anh lầm rồi. Tôi có muôn đồ, một con bài được ẩn giấu. Và tôi cũng còn một tuyệt kỹ nữa, đó là last hit anh à. Yes sir, last hit đấy. 10 điểm, làm gì có nhân. Yes sir. Oh, và anh em đang xem clip có cần ạc với skin tốc chiến thì tôi có nha anh em ơi. So thank you anh em. Bây giờ hai cái mạng đó với là tôi chăm chỉ đi farm hàng ngày thì bây giờ tôi đã lên được một cây tam hợp luôn rồi anh em à. Tam hợp rồi, chúng ta phải tiến đến những cái ngưỡng đi ranh anh em à. Le Xin đó hơi sung rồi đó, nó lấy được mạng giạc số của tôi. Tôi vô farm tiếp. Chứ làm gì giờ mấy anh. Sau khi mà ăn xong bùa red thì anh em cũng có thể thấy là cái anh Ugot đó đó anh em à. Ây cha, anh hơi bị sung. Tại vì sao anh không có sợ? Tôi úp luôn cái lồng gà lại và sau đó bam ảnh liên tục. Đó là một pha đi ranh vô cùng thành công, mission complete. Mọi thứ quá tẹt vời. Rồi cũng đến cái ngày mà tôi có mặt ở khu vực đường giữa anh em à. Giạc xô hơi bị sung ha. Ây cha, chăn chó vô chỗ lấy được mạng của Le Xin luôn. Nhưng mà anh phải nằm xuống bởi vì Vega hơi bị mạnh. Để chủ thà cho người anh em giạc xô thì tôi đang đứng canh thằng này, lú ra là tôi vô liền. Lú ra là anh vô liền. Tóc biến ma thuật cái nhẹ lướt vô hất tung thành công em. Và đó là ulti đến từ vị trí của tôi, lấy được mạng của Vega quá là tuyệt vời. Chắc là trong cái tình huống lúc nãy Vega sửng sốt dữ lắm đúng không? Chưa đâu, chưa sửng sốt đâu. Bây giờ tôi vào tôi ăn luôn con rồng lửa. Con rồng lửa đầu tiên này à, khi mà mình ăn đủ 3 con rồng thì chúng ta sẽ có được cái linh hồn rồng đầu tiên. Thì sẽ là cái con rồng lửa này. Rất là cháy anh em à. Sô cháy. Sau khi ăn rồng xong, SB có vô tiếp tôi. Thì bây giờ tôi ra tôi tiếp giùm em thôi. Và yes, AD với SB. Tôi biết chọn ai đây. À, thằng nào đứng ở lại thì mình chọn thằng đó. Càng quét Twitter na anh em à. Yes. Ôi, cái thằng Vega nó lên nó kiếm tôi kìa. Cũng hay ho đó chứ. Mặc dù là tôi bị cái dòng xoáy cuộc đời của em Vega choáng lại, nhưng mà tôi cũng không đi vô luôn. Hết mana rồi, những người anh em thông cảm cho tôi đi. Tôi chỉ có thể chồm vô lọt nó khi mà tôi còn mana mà thôi. Ok, sub beautiful honey. Ba thằng này là đẩy trụ hay bị gắt ra. Hai thằng tướng dương, thằng sứ giả. Tôi ra tới rồi mà Ugot nó còn chạy cối để lấy cái trụ anh em à. Vậy hai thằng mày có lụm được anh không mà cứ xạo xạo ở để đây hoài vậy. Thế là Ugot đã giúp tôi. Ê, ẩu. Thank you, cái tường gió của anh giạc xua nha. Đời đời nhớ ơn anh. Rồi cũng trong mùa thu năm ấy, tôi có mặt ở khu vực đường trên. Le Xin à, mày hơi bị sung rồi đó em à. Nãy giờ vài cái mạng mà tôi có sao mà nó quá đơn giản anh em à. Tôi ulti vào thằng AD, AD phải ra đi luôn. Rồi thằng lốt chạy sao chạy kịp mày. Mày sao mà chạy kịp với anh hả? Chạy kịp thì chạy đi. Anh kêu mà chạy kịp thì mày chạy đi. Mà mày không chạy, lính vào trụ rồi thì mày tới công chuyện mày với anh. Hai cái chạm khiến cho tôi lấy được mạng của lúc. Ờ rồi, anh Ugot lại đến ulti vào người của tôi lướt để chạy đi. Chắc là chưa đến ngưỡng máu tử đâu. Trừng phạt lẹ. Ê, quay. À, hết ulti rồi anh em à. Hết sợ. Rồi tôi về nhà, lên ngay cho mình cái súng hai tặc. Để làm gì anh em? Để chấm dứt kẻ địch nhanh nhất có thể. Yes sir, ngày hôm nay chúng ta có một giáo án là Sa van 4-1 hit. Rồi tôi ra đường mid, dùng kế số 0 trong 36 kế. Kế số 0, giường không, nhà trống, không có ai thì mình bơi trụ thôi đó mấy anh hai à. Mà anh em thắc mắc là tại sao không có ai ngăn cản tôi hả? Có đó chứ, nó ra nó ngăn cản thì tôi bem nó đau quá, nó chạy vô rồi. Rồi tôi cũng về nữa, về lên cái giả kiếm. Sát thương gì mà dữ dội vậy, sao người ta chịu nổi mấy anh hai. Dạ, hên mày đó, chưa gấp. Cái tình huống mà gấp mà để bị, mà mất con rồng á. Tao nhớ mày cả đời luôn. Cái khúc này Le Xin có lướt vô nhưng mà không có kẹp anh em ơi. Rồi tôi ulti 9999 đam là ngập mồm. Và sau đó lướt lên cùng với tem của mình, lấn áp Ugot vô cùng khó chịu. Sau khi ăn rồng xong, tem tôi quyết định đẩy lên Vega với chúng tôi à. Một nốt nhạc còn thừa thời gian đó. Rồi họ ra và họ đẩy lên anh em à. Tôi đánh giá cao. Ai da, bị choáng rồi sao? Tôi ulti vào đó là 9999 đam ngập mồm luôn. Rồi tôi còn tính quay lại bem nữa
lửa kìa, nhưng mà thôi, hết máu hết mana, mình lâm vào cái tế hàng rồi. Lâm vào thế hàng rồi thì không thể nào mà sang được anh em à. Miu Lê từng nói vậy, nên là chúng ta đi về thôi. Sau khi về hồi máu thì chúng ta lại ngầu, chúng ta hết trong thế hàng rồi nha anh em ơi. Trời ơi, chúng ta lại lâm vào thế hàng rồi. Ăn AD bước ra đây để làm gì mày? Để làm gì? Anh cho mày bốc hơi luôn. Thằng này nó không biết được cái sức mạnh của tôi hay sao đó anh em à. Mà giỡn mặt ha. Sau lần giỡn mặt đó của thằng AD thì tôi quá tức. Tôi quá tức. Tôi phải xuống ăn của Baron Nasor. Mà nếu như tôi không tức thì tôi cũng ăn Baron Nasor hả? Ừ thì vậy đó anh em. Ồ ok, tôi trở lại với đấu trường của chúng ta rồi. Ulti vào người của thằng Lúc Lan này. Chà, mày muốn bắn ulti, mày ánh sáng The Messiah với ai? Chọt thêm cái chiêu một nữa, 9999 đam là ngập mồm. Double kill quá là đơn giản. Đơn giản luôn nè. Tóc biến ma thuật lên, lướt lên nè. Nhảy nhanh quá anh em ơi, nếu mà nó nhảy không nhanh đó là tôi lụm nó rồi. Cái lúc mà chèn ép mà vô trụ như thế này á, thì anh em nghĩ là team tôi đã win rồi sao? Không không, chưa. Tự nhiên team bên kia nổi trội lại quá, cái mình phải lui về. Cho đến khi mà có sự góp sức của T-Head đi lên nữa thì lúc đó tôi mới dám lướt vào và lấy đi mạng của Vega. Thì nói chung là 99 đam là ngập mồm. Đó là trạng thái tới nái vô cùng. Team bạn đứng thật là đông. Tôi vẫn sung, tôi vào, tôi ulti, tôi lấy mạng của God nữa. Lại là double kill, nhưng mà tôi đã ra đi. Không sao, đó lại là một cái lợi thế cho team anh em à. Yes sir. Và lúc này nếu mà tôi còn sống tôi đi lên nữa ha. Tôi lên xong cái giáo thiên ly rồi, và lên xong cái nguyệt đao nữa rồi, thì anh em cũng có thể thấy cái nguồn sức mạnh trong tôi nó tràn trề. Chạm vào đâu, đao vào đó. Và team tôi vẫn cho team bên kia một cơ hội để giao tranh tổng, để xem team bên kia có thể lật ngược thế cờ và lấy lại cái tình thế hay không. Tôi lướt vào nè, đánh thường hai cái, lấy được mạng của Lexin. Và bây giờ tôi tóc biến ma thuật lên, ulti liên tục, úp được hai thằng rồi. Một thằng tóc biến đi, còn một thằng đồng hồ két ở trong này. Chắc chắn là tôi sẽ lấy đi mạng của em nó rồi. À không, cách liên lấy anh em à. Nhưng không sao, miễn là win là được. Mất đi ba người, 5-2 là tình huống cuối cùng trong game. Vậy làm gì để thắng được? Ai da, lỡ lướt qua lấy trơn mạng luôn rồi sao? Ok anh em, và nếu như anh em thích video của tôi, nhớ để lại cho tôi một like và một follow, một đăng ký nha. Thank you.